Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nhá. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất sào giá rất là rẻ luôn. Khu cũng gần trung tâm và khu dân cư nhá. Đó, thì đất của mình đây là thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhá. Từ vị trí đất mình chạy xuống thành phố Bảo Lộc á, thì nó rơi vào là khoảng 70 cây. Còn Di Linh chạy qua chỗ em thì nó tầm khoảng 40 cây nhá. Còn chạy lên Đà Lạt á, nó tầm khoảng 70 cây. Đó. Ra quốc lộ 20 thì nó rơi vào tầm là hơn 30 cây nhá. Đường ô tô vào thoải mái. Đấy, cái hướng đường này là ra tới trung tâm của xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trường cấp 1, cấp 2 này. Nữa là hàng quán các thứ này kia. Thì từ cái ngã ba này đi vào trong cái đám đất của mình là vào trong này nhá. Đó. Như đường điện dân sinh kéo vào này. Các bác nào thích làm vườn, thích nghỉ dưỡng này, thích có một mảnh đất xào giá rẻ nhá. Sổ sách đầy đủ nữa. Đấy, cung đường hàng hoa rất là đẹp nhá. Hàng hoa này. Đấy, hoa. Đấy, trong đây thì là đường hàng xóm bám đường rất là nhiều, rất là đông trong khu vực này. Cây trồng thì xanh tốt, rất đất thì đất đỏ ba gian nhá. Đường xá thì ô tô vào tận nơi. Đất của mình đây là có tổng diện tích hơn 1 hecta, sổ sách đầy đủ nhá. Thì bán từ 2.000 mét vuông trở lên. Cái giá thì chỉ có 300 triệu một sào thôi các bác. Mà mình có thương lượng nữa nhá. Cái này là gặp chủ thương lượng trực tiếp luôn. Đó. Thì cái đất của mình nó sẽ là từ cái cây cột điện này đi thẳng theo cái cây dâu cao cao này. Đó, đổ thẳng xuống dưới cái mặt đường ở phía dưới luôn. Nhưng mà tổng diện tích của nó là 1 hectare 7 hectare 8 cơ. Thì người ta sẽ cắt ra cho mình là từ 2.000 mét vuông trở lên. Các bác mua 2.000 thì nó chỉ có 600 triệu. Mà nữa là đất quy hoạch phủ hồng 100% luôn. Đấy, em kiểm tra test quy hoạch á, là bám đường này, quy hoạch 100% phủ hồng. Thì các bác muốn cắt như thế nào, lấy hết cái mặt đường này luôn, thì chủ đất cũng cắt cho mình nha. Đó, thì lấy hết cái mặt đường này cũng được. Hoặc là cắt 2 sào lấy hết mặt đường cũng được, 3 sào lấy hết mặt đường cũng được đó. Đấy, còn nếu mà thích ít mặt đường, mà thích cái chiều sâu á, thì cắt một nửa ở mặt đường này thôi. Thì cái mặt đường này nha, bám hết cái chỗ này, thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 50 mét nha. Hơn 50 mét, khoảng 60 mét cái mặt đường rộng như thế này. Đó, thì từ đây nha, từ cái cây cột điện này, bên này của người ta này, bắt đầu từ đây, đổ thẳng xuống đây. Đất thì đang trồng cà phê nha. Cà phê các thứ rất là xanh, xanh tốt, đất đỏ ba gian thì là cực kỳ tốt rồi. Đó. Đây. View rất là đẹp nha, tại vì cà phê nó che, còn view là ra tới đồi núi xung quanh này, nữa là đường tỉnh lộ thì ngay ngoài này thôi. Mình nhìn thẳng ra đường tỉnh lộ 725 luôn. Đó. Trải dài cái mặt đường của mình là tới đây này, tới hết đám cà luôn, còn đám dâu là của nhà người khác. Đấy, đường rộng rãi rồi ô tô vào thoải mái. Đây, tới đây nhá, bên dâu này của người ta này, bên đất này của mình, đất nó triền nhẹ thôi. Đây các bác nhìn thấy cái mảng dâu các bác, đây nó bằng nó triền này. Nó bằng thôi, nói chung là thoải bằng. Đấy, nó bằng trang à. Đấy, đất thì đang trồng cà phê đang có giá nhá, hơn 60.000. Bữa nay là đang 64.000 một ký á, một ký nhân nha. Một tấn thì rơi vào hơn 60 triệu các bác. Đấy, các bác mua 2 sào trở lên, 3 sào thì nó chỉ có 600 triệu thì nào nó được 2 sào mà được hết cái mặt đường này. Mà lại nói phủ hồng hết toàn bộ bên này nhá. Nó phủ hồng hết cái phần đất của mình luôn. Còn riêng bên này là chưa phủ hồng này. Đấy. Lại phủ hồng hết bên này thì các bác mua về á thì mình lên thổ cư sau cũng được, lên 300-400 mét bình thường. Đấy, cà phê rất là xanh tốt luôn. Này thì các bác không thích cà phê thì mình trồng cây ăn trái vào. Đường này đi xuống đất này, giá 300 một sào mà có thương lượng nữa. Thì một lô đất sào như thế này mà nó có sổ sách đầy đủ á thì rất là tuyệt vời nha. Đấy, phía sau như đằng trước cà phê là nó che hết rồi, không có
Ông nào view rất là đẹp các bác, view phía sau này, này. Rất là đẹp luôn. Cà phê mọc khá là cao. Đó. Trên đất rất là đẹp tại vì cà phê người ta trồng khá là dày. Đó, nên là tán nó rộng á, nên là nó hơi rậm rạp. Đất xào mà các bác nghỉ dưỡng làm một chút vườn thì nôn này thì không chê rồi. Cái đường này nó là cái đường đi vào trong hộ dân, trong này là hết đường các bác nhá. Đi vào trong hộ dân ở phía trong này là cái đường này là đường an ninh đấy. Đường cụt, nhưng mà thường đường cụt sẽ rất là an ninh, không có ai dòm ngó vào trong cái khu vực đường cụt này. Phù hồng hết giải này. Đấy, các bác mà muốn cắt thế nào chủ đất đều cắt cho mình. Đấy, được là cái sổ sách đầy đủ. Đây là cái giá cả, nó chỉ bằng cái giá mà đất chưa sổ thôi các bác. Đấy. Công đường thì rộng rãi, hàng hoa. Khu dân cư ở đây bám đường rất là đông nha. Đấy. Có đèn chiếu sáng ban đêm này. Như ở khúc này này. Em đứng chỗ này nó cao cao tí, em dọi ra cái chỗ đường 725 cho bác xem. Đây, đường ngoài này là BDT725 đó nhá. Trước cái nhà này này. BDT725 ngoài này. Ở đây là tới trường học là khoảng 2 cây các bác nhá. Đây. Trường này trường cấp 2 này, trường cấp 1 thì cách chỗ này thì tầm khoảng 200 m thôi. Đấy. Cấp 1, cấp 2 trung tâm ngay ngoài này thì nó rơi vào chỉ có hơn 2 cây một chút. Này, đường này đi xuống thành phố Bảo Lộc hay là đi Sài Gòn nữa các bác, còn ngược lên là đi Đà Lạt. Đó. Trung tâm thì hướng này. Đấy, nguyên giải đất này mà các bác á, phát bỏ đi thì mới thấy được cái view đẹp các bác. Mất cái đám cà phê này nó mọc khá là cao. Không là view cũng rất là đẹp. Đây cái đường các anh thuộc phượt thủ này. Đấy. Đấy, các anh phượt thủ đi đường DT725 đó. Đấy thì cái giá rất là rẻ để các bác có thể mua được cái đất xào diện tích lớn nhá. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Được cái mặt đường dài nữa. Đó, khu dân cư gần trung tâm, yên tĩnh, các thứ này kia, view đẹp. Thì giá chỉ có 600 triệu, được 2 xào. Thì các bác mua thêm thì người ta bán thêm nhá. Rồi, các bác quan tâm thì liên hệ qua chị em. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.